Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 35. Những đức ở trong ngôi Tam Bảo, những đức để ý chỗ này quý vị. Cụ nào mà siêng niệm Phật rồi tính tình dễ chịu và lo niệm Phật thôi, không có dính mắc cái việc người thân và tiền bạc, đa phần những cụ này ra đi đều là ra đi rất thù thắng, rất đặc biệt. Còn bờ cụ nào mà thí dụ như khó tính, tham chấp tiền bạc nặng nề là bà cụ này ra đi rất khó khăn, ra đi rất khó khăn. Thì những điều những đức chia sẻ với những người niệm Phật của chúng ta, mình nên xem lại cái tâm của mình. Mình điều chỉnh cái tâm mình cho nó nhẹ nhàng. Cũng như có nhiều người gặp những đức hỏi, vì sao thầy làm việc nhiều mà con thấy lúc nào thầy cũng vui được hay như vậy? Những đức nói rằng là tuy những đức làm việc nhiều nhưng những đức biết cân bằng cái công việc tùy công chuyện. Có những công chuyện cần phải nghiêm túc để làm, còn có những công chuyện thì mình phải nhẹ nhàng thoải mái mà làm. Chứ không phải những đức việc gì những đức cũng đặt vấn đề nặng nề. Nếu như quý vị làm nhiều việc mà việc gì quý vị cũng đặt vấn đề nặng nề là tự nhiên quý vị khô cằn sỏi đá, nặng nề. Và quý vị sẽ sanh bệnh, không có giỡn đâu. Nên mình làm nhiều việc nhưng mà có những lúc mình rất là nhẹ nhàng thoải mái. Rồi có những lúc mình giống như đứa trẻ con vậy đó. Mà em bé nhỏ không có cần suy nghĩ gì, vô tư. Làm thì làm những lúc thì vô tư. Nếu quý vị mà có những lúc vô tư vậy thì nó giải mã những cái nặng nề khi quý vị áp lực công việc. Nó giải mã cái áp lực công việc. Mà nó bị giải mã được áp lực công việc rồi thì con người quý vị lúc nào quý vị làm việc cũng thành công. Làm việc nhẹ nhàng thoải mái và thành công. Nhớ kỹ. Con người mà nghĩ mình làm việc nhiều mà mình để mình áp lực lo âu á, mà đa phần lo cho cái ngày mai. Điều là lo cho cái ngày mai. Nên họ nặng nề, họ khó chịu vô cùng. Quý vị nếu như mà nhẹ nhàng thoải mái thì quý vị sẽ sống càng đặc biệt hơn. Nhớ kỹ nè, nhẹ nhàng thoải mái thì sống càng đặc biệt hơn. Còn nếu như mà nặng nề là quý vị cái gì, đụng cái gì thất bại cái đấy. Có một cái chú với hộp đến gặp những đức. Những đức cũng có quay đoạn phim. Chú cũng làm việc mà lúc trước không hiểu, mang tội thủ dâm đâu cũng 7 năm. Nhìn thấy khô khan cằn cỗi, sơ sát, ăn không ngon ngủ không yên. Người khi mà nó tổn khi tinh khí thần đó, người nó bằng thần lên lên lưỡng lực. Khi Như Đức làm một đoạn ký sự cho chú, đúng ra đoạn ký sự đó là nó cũng đặc biệt giúp cho chú nhiều.
Nếu nói về mặt tâm linh, nó chuyển hóa nghiệp cho chú đặc biệt. Nhưng mà người mẹ cũng sợ ảnh hưởng công việc của chú. Nhưng Đức nó khỏi cần lo sợ. Trong bụng như Đức nó cần lo sợ làm chi. Nhìn con mình bây giờ thân tàn ma dại bây giờ, không chuyển nghiệp được thì chịu thua. Còn mình nói thì mình cũng đâu có dính dáng gì cái chuyện với cái chuyện công việc của mình đâu. Đâu có đụng chạm công ty xí nghiệp gì đâu. Bản thân mình mà. Bản thân ai mà không có cái sai. Bản thân ai mà không có cái sai. Nhưng Đức có nói, con nói bản thân con người không ai mà không sai. Mà sai mà biết sửa, đó mà là châu, nó là quý. Người xưa nói câu lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Mình làm sai mà mình biết quay đầu, mình biết hướng thiện, điều này rất là quý. Có những người cả đời người ta chấp mê bất ngộ, mê hoặc điên đảo, sống những ngày tháng mê hoặc điên đảo hoài, thua. Nên á, mình phải nhận thức thật là sâu sắc. Phật pháp có thể giúp cho mình thay đổi được cuộc đời. Quý vị coi những cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu. Có những người đại ca, có những người hung bạo dữ dằn, xã hội không thể nào giáo dục được họ. Dù họ có đi vào cải tạo đi chăng nữa, cuối cùng về cũng gì nữa. Nhưng mà lạ thay, có khi họ gặp Phật pháp, chính Phật pháp lại giáo hóa họ được. Phật pháp lại giáo hóa được. Con người sự tư duy mình nó sai, nên Phật pháp nó giúp cho mình cái sự tư duy mình nó thay đổi lại, điều chỉnh sự tư duy sai đó thành tốt, thì nó mới hướng đến thiện lành được. Còn bắt ép thì buông ra, nó vẫn đi làm sai nữa. Lạ vậy đó. Phải có sự giảng dạy cho họ nhìn nhận được cái điều sai của họ. Khi họ nhìn nhận được điều sai của họ, phấn đấu để vượt lên chính mình, sẽ ngước mặt nhìn đời chứ không có đi cúi đầu mà sống. Nó nên á, con còn nhỏ, rèn luyện cho con một cái khả năng tư duy, có một góc độ, một tư tưởng thiện, thì con mình á, dù để đâu con mình nó cũng không có dẫm chân vào những cái điều tệ nạn xã hội. Thường á, con mà thương mà bo bo rồi lo lắng từng ly từng tí, không động móng tay, nhiều đứa con này vậy mà cuối cùng trở thành những người tệ nạn xã hội. Vì nó bước vào cuộc chơi thì nó dễ bị người ta lừa, thiếu sự tư duy, nên con người nó đi vào cái con đường sai lầm, thất bại. Nên mỗi người chúng ta gặp Phật pháp có thể cứu cuộc đời mình. Nếu như mình thiếu góc độ thì mình thua rồi. Còn nếu như mình có góc độ thì đúng là Phật pháp hay. Phật pháp cực kỳ hay. Phật pháp rất là thù thắng. Phật pháp rất là đặc biệt. Nên mỗi một con người chúng ta phải nhận thức Phật pháp sâu sắc. Phật pháp ý nghĩa lắm. Chính những đức nè, cuộc đời những đức nè, Phật pháp cứu cuộc đời những đức nè. Nên như nó thường nói những điều này để cho tất cả các anh em huynh đệ, các cô trẻ vô chùa tu có góc độ cực kỳ sâu sắc. Chọn đường tu là quá tuyệt vời rồi, chúng ta lại gặp một cái ngôi chùa nuôi người già nữa là quá ý nghĩa rồi, còn gì nữa. Ngôi chùa nuôi người già quá ý nghĩa rồi. Còn nếu như mình gặp Phật pháp mà mình sống những ngày tháng mà mình kiếm cơm ăn thì cái này thì khỏi cần nói tới. Còn nếu như mình gặp Phật pháp mà mình sống trong ngôi tam bảo mà một cái sự cống hiến lo lắng cho chúng sanh thì quá ý nghĩa. Nhưng Đức thấy rõ ràng mà, mình mà lo được cho bao nhiêu con người, mình thấy quá ý nghĩa không? Ngày thứ bảy chủ nhật người ta được về chùa, mình ta tu, mình lo lắng cho người ta, mình thấy cuộc đời mình quá ý nghĩa không? Nên những Đức nói rằng cuộc đời của những Đức nhiệt tình hết mình bồi dưỡng cho tất cả các anh em huynh đệ đi theo những Đức, họ trở thành những con người có góc độ và có tư tưởng. Nếu như những anh em này sau này họ rất là giỏi, họ cực kỳ giỏi luôn, họ chỉ cần cảm ơn những đức bằng cách là bản thân họ thương người già, nuôi người già, đem cái môn tình độ giới thiệu, đó là điều những đức mãn nguyện nhất. Chứ những đức không có cầu gì cái chuyện họ
lo lắng giúp đỡ, nuôi những đứa gì, không có cần cái chuyện đó. Mình chỉ còn mong làm sao họ sống có ý lý tưởng, có ý nghĩa, nuôi người già, thương người già, khuyên người niệm Phật nhiêu thôi. Đó là cái điều mà cuộc đời những đứa cả đời chân thật nhiệt tình hết mình làm việc cho đại chúng, cho công chúng, chia sẻ Phật pháp, ai cúng dường tiền được chút đỉnh, lo cho tam bảo, hỗ trợ các anh em huynh đệ hết lòng mọi điểm chùa. Sau này những đức tin các anh em huynh đệ đi theo những đức điều trưởng thành chứ. Những đức nói thiệt, dù bản thân những đức có la gầy các huynh đệ anh em chắc nữa, dù những đức không phải vai trò làm thầy họ đó, nhưng mà tất cả những điều họ đi vô chùa đa phần những đức là người hướng dẫn họ. Những đức hướng dẫn hơn không à, ngồi suy nghĩ cho thật kỹ, thầy hướng dẫn mình từng chút từng chút. Từ nơi đó, dù những đức nói huynh đệ anh em, nhưng mà cũng như vai trò làm thầy dạy mình, rèn luyện cho các huynh đệ anh em, dù có lá gầy mình chăng nữa, bản thân mình phải nhận thức rằng thầy hết lòng chân thật nhiệt tình hết mình giúp đỡ, để mong mấy anh em trưởng thành, để tương lai mấy anh em đi tu có ý nghĩa, vậy thôi. Chứ bao giờ các huynh đệ nào mà gặp những đức mà mấy anh em trở thành những con người đi tu mà mỗi ngày đi đầu này đi đầu kia kiếm cuộc sống không? Đâu có đâu. Mấy anh em được bảo hộ, lo lắng, hộ trì, nhiệt tình, vậy là điều quá quý khi mình được đi vô ngôi tam bảo tu tập rồi. Nên những đức nói những điểm chùa mình, ai mà đến mà ở tu là người đó có duyên phước lớn dữ lắm. Nhưng mà từ trong điểm chùa mình bước ra là người này duyên phước có vấn đề. Ngay cái chỗ nào yêu biết không? Không vừa lòng, không vừa ý những đức vậy thôi. Vì biết rằng có những người bên cạnh những đức họ bị cái bệnh này nè. Họ thấy những đức quá đơn giản quý vị à. Những đức nó thiệt cảm ơn thằng những đức mà còn thấy những đức có khi nó đơn giản đến mức mà cũng như một đứa trẻ con chơi đùa, vui đùa là ai vậy. Nên những đức mới nói rằng những đức làm được nhiều việc lớn là vì sao? Vì những đức như vậy đó. Vì những đức khi vui đùa, vui vẻ quan hỷ, nên những đức không có bị áp lực công việc, nên những đức mới làm được nhiều việc lớn. Nên những đức gặp người là những đức má, những đức an lạc vui vẻ là nhờ những đức gì đó. Nhờ an lạc vui vẻ nó mới được gì. Những đức mà không an lạc vui vẻ nó câu có không, mỗi ngày mặc đi đâu cũng kênh người ta không sao được, kênh người ta làm sao được, thấy không? Mình phải nhận thức. Nên tất cả những người làm việc, nhiều việc, không có mệt, mà chỉ có áp lực công việc mới mệt. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng tiết này nói rằng, con người làm việc nhiều mà tâm an lạc niệm Phật thì tích tụ 95%. Con người mỗi ngày không làm gì nhiều mà vọng tưởng sân si hơn thua đấu đá là hao năng lượng 95%. Con người mình đã hao năng lượng 95% là quý vị tiêu rồi. Hao năng lượng 95% là quý vị tiêu chắc chắn luôn. Nhớ kỹ, tiêu. Nên chúng ta phải cần tích tụ cái nguồn năng lượng. Nên trong tâm những đức toàn tâm toàn ý, những huynh đệ đi theo những đức đều là những đức rèn cho các anh em đều sống ý nghĩa. Sự hộ trì cho các anh em huynh đệ để gây dựng những con người này có tâm tu hành, nhiệt tình hết mình cực lực vì đại chúng. Cái tâm đó thôi là duyên phước cũng tăng vượt trội lên rồi. Thật lòng từ tâm là nhiệt tình muốn giúp đỡ các anh em huynh đệ. Nên những đức thường khuyên các anh em huynh đệ một điều, cái việc tiến tâm ở trong cái cõi đời này đừng có vội vàng. Vội vàng nó sẽ rớt xuống sớm. Nhớ kỹ cái câu, đừng sợ người ta không biết đến mình, chỉ sợ mình có đầy đủ đức hạnh để người ta biết đến mình hay không. Nhớ. Nên chúng ta đừng có lo ngại người ta không biết đến mình, chỉ cần mình chân thật nhiệt tình hết mình tu tập, đó là điều quý giá nhất, tốt nhất. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đại thù thắng mà. Chỉ cần gặp pháp môn Tịnh Độ mà chân thật niệm Phật, nhiệt tình hết mình niệm Phật, niệm niệm gì người thôi thì lợi ích bất khả tư nghị. Đi coi chùa mình đông đúc người ta,
Mà mỗi ngày Đức lo việc trong chùa mình Đức vẫn vui được là nhờ từ đâu niệm Phật? Niệm Phật mà ra. Mới hồi sáng đưa một cái đám bà cụ đi đến đài hỏa táng, nghe những quan nói bà cụ này bà gây dựng được tín nguyện niệm Phật, bà bệnh con cháu bà lên đòi đưa bà đi bệnh viện, bà nói không, bà niệm Phật. Rồi bà niệm Phật bà ra đi, nhờ bà gây dựng tín nguyện mà bà được ở trong chùa. Nếu như tín nguyện bị yếu là con cháu đưa đi. Nên nhớ kỹ, bác sĩ trị bệnh thọ mạng chưa hết, còn thọ mạng mà hết bác sĩ chịu thua bó tay. Nên mỗi một người học Phật nó đi sâu định lực nhân quả. Cái định lực nhân quả này nó quan trọng dữ lắm, mình phải nhận thức cho thật là sâu sắc. Có nhiều người gặp như Đức hỏi, dạ thưa thầy, ăn chay con chay trường có ăn trứng gà được hay không thầy? Ăn thì được thôi, tỷ vị muốn ăn thì bị ăn thôi, hỏi làm chi. Bây giờ quý vị nghĩ đi, mình đã ăn chay rồi thì bây giờ thì mình ăn rau củ quả, đồ ăn chay giờ cũng ngon lắm, hơi sức nào để lôi trứng gà ra, cái chuyện có chống không chống thì cho nó mệt tiếp. Còn nếu như vị muốn ăn thì vị cứ ăn đi, nói vậy đâu, ăn thì được sao không được. Ngày xưa ăn thịt người ăn rầm rầm, bây giờ ăn chay mà ăn thêm trứng gà cũng đã là còn tốt lắm rồi, hiểu không? Nhưng mà mình đã ăn chay rồi thì thôi mình ăn chay đi, lôi trứng gà ăn chi. Nhiều người hỏi lắm. Rồi có những người hỏi, con ở tại gia mà gia đình không có ngôi tam bảo, không có tượng Phật, không có hình Phật gì hết, con lại Phật được hay không thầy? Được, cái đó là được chắc chắn luôn. Nơi nào mình niệm Phật là nơi đó có Phật, cứ yên tâm đi, cứ lo niệm Phật cho tốt. Có những người nói rằng là con đi đến chùa nhiều lần mà không gặp thầy, bộ con thiếu duyên hay sao, buồn quá. Thì nó đừng buồn. Chúng ta mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp, nghe chia sẻ Phật Pháp là có duyên rồi. Còn mình chưa đủ duyên gặp chứ làm gì buồn chứ, thấy không? Phải buồn không sao chứ. Tuy mình không có gặp nhau nhưng mình quý trọng nhau, chia sẻ Phật Pháp, người nói người nghe, chân thật áp dụng Phật Pháp, hành trì, thì điều này quá quý quý vị. Đức rất là mừng. Nhất định chúng ta sẽ gặp nhau, yên tâm đi. Còn mình không gặp ở đây thì mình gặp ở Tây Phương Cực Lạc vậy thôi. Có khi gặp ở đây, có khi nó còn bị trở ngại nữa thôi. Đủ duyên thì gặp, đủ duyên thì thôi, gặp thế giới Cực Lạc đi. Phát nguyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc đi. Nhớ nghe, cái này cái quan trọng. Nhưng Đức thấy một câu vật hiệu này, nào là bệnh ung thư, rồi bệnh này bệnh kia, tùm lum bệnh, chỉ có một câu vật hiệu này niệm thôi gì mà giải quyết được vấn đề bệnh hoạn. Cái này Đức thấy quá quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, pháp môn số 1, pháp môn không thể nghĩ bàn, pháp môn mà được mười phương chư Phật tán thán. Vì nghĩ đi, mình tu một cái pháp tu mà mười phương chư Phật tán thán, vì tu vì yên tâm, quá yên tâm. Riêng có môn niệm Phật là được mười phương chư Phật tán thán. Bất cứ một vị Phật nào cũng đều tán thán tịnh độ, bất cứ một vị tu hành đắc đạo nào cũng phải tán thán tịnh độ. Vì Đức Phật A Di Đà ngày phát lời nguyện rằng, khi ngài thành Phật, nếu như mà có một vị Phật nào, một vị chăn tu nào mà không tán thán bộ nguyện của ngài thì ngài không thành Phật. Nên từ nơi đó mà tu một cái pháp mà được mười phương chư Phật tán thán, đây là một cái diễm phúc lớn vô cùng. Cố gắng mà niệm Phật, siêng năng niệm Phật, đừng giải đại. Nhớ, niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Niệm có Phật hiệu thì đừng giải đãi, đừng nên bê tha. Nhớ kỹ, nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị, tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.